Kính thưa quý vị và các đồng chí, những năm trước, khi đại dịch COVID-19 chưa bùng phát, cứ vào đầu tháng 8 âm lịch, từ thành thị đến thôn quê, đâu đâu cũng náo nức tổ chức nhiều hoạt động vui chơi cho trẻ em. Năm nay, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, không khí trung thu trở nên trầm lắng. Tuy nhiên, niềm vui vẫn đong đầy với những món quà yêu thương được các cấp, các ngành, các đơn vị lực lượng vũ trang mang đến cho các cháu thiếu nhi ở trong các bệnh viện dã chiến, khu cách ly phong tỏa, được tận hưởng ngày Tết Trung Thu đặc biệt ý nghĩa. Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã có thư gửi đến các cháu thiếu niên nhi đồng nhân dịp Tết Trung Thu. Trong thư có đoạn: các bác, các chú lực lượng vũ trang Quân khu 7 sẽ luôn quan tâm và dành cho các cháu những tình cảm thân ái nhất để các cháu học tập, vui chơi, phát triển toàn diện. Chúc các cháu sức khỏe, chăm ngoan, học giỏi và đón Tết Trung Thu năm 2021 thật vui tươi và hạnh phúc. Những ngày qua, Quân khu 7 đã tổ chức các đoàn công tác đến thăm tặng quà Tết Trung Thu cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các địa phương chịu ảnh hưởng nặng do đại dịch COVID-19. 2.500 phần quà bánh Trung Thu trị giá 250 triệu đồng được Bộ Tư lệnh Quân khu tổ chức trao cho các đơn vị Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh Long An, Đồng Nai, Bình Dương. Sau khi tiếp nhận quà từ Quân khu, các đơn vị tiến hành trao cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn. Những ngày qua, tranh thủ thời gian rảnh rỗi tại Ban Chỉ huy Quân sự phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, những chiếc đèn ông sao rực rỡ lần lượt được cho ra đời qua bàn tay khéo léo của cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 5, Sư đoàn 5, cán bộ dân quân tự vệ Ban Chỉ huy Quân sự phường Tân Chánh Hiệp và các bạn đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên địa phương. Nhân dịp Trung thu này thì chúng tôi đã phối hợp với quận đoàn rồi các ban chỉ huy quân sự trên địa bàn để làm những phần quà cũng như là lồng đèn Trung thu để gửi đến các cháu có hoàn cảnh khó khăn trong cái mùa dịch, nhằm để cho các cháu có một cái mùa Trung thu vui vẻ và ấm áp. Không có những món đồ chơi ưng ý, những chiếc đèn ông sao theo sở thích, chỉ là những chiếc đèn lồng đơn giản được các chú bộ đội tỉ mỉ làm ra, kèm theo những phần quà nhỏ là mấy hộp sữa, bịch bánh, đã mang lại nụ cười rạng rỡ trên từng gương mặt trẻ thơ. Dạ, con cảm ơn các chú rất nhiều vì đã tặng quà cho con. Và hôm nay con vui lắm, con cảm ơn chú bộ đội, con yêu chú bộ đội lắm. Tại nhiều bệnh viện, cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh trong hoàn cảnh khó khăn vì dịch bệnh, nhưng đèn ông sao, trái cây, bánh kẹo, sữa được cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch, chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm trao tận tay các em. Mặc dù phải mặc những bộ đồ bảo hộ và tuân thủ theo quy tắc 5K, cán bộ chiến sĩ tình nguyện viên vẫn hăng hái, nhiệt tình tổ chức cho các em một Tết Trung Thu thật ấm áp. Bản thân cũng đang làm công tác tổng vệ kết đội thì rất là mong muốn được mang một cái gì đó đến cho các em, vì ở đây các em chỉ có quanh quẩn là nói chuyện với ba mẹ, rồi ở trong phòng thì nó rất là buồn, rồi nhìn em nào cũng tháo hức là trong cái Trung Thu rồi, nên là chính vì đó mới đầu mới đề xuất với lại đội chủ động quản lý là tổ chức một cái buổi Trung Thu nhỏ nhỏ, rồi vận động để mua những phần quà cho các em. Thì trên cơ sở đó thì cũng có tham mưu ý kiến lên các lãnh đạo phía trên, thì rồi là được sự tán đồng cũng như là đồng thuận rất là cao. Thì trên cơ sở đó là đã có sự hỗ trợ và giúp đỡ về cả phương tiện, về cả vật chất cũng như là về cả tinh thần, thì mới có một cái đêm Trung Thu thật là ý nghĩa và ấm áp như tối ngày hôm nay. Tuy không được cùng bố mẹ, người thân vui chơi thỏa thích như những năm trước, nhưng được sự quan tâm của các cấp, các ngành, các nhà hảo tâm, các cháu thiếu nhi ở các vùng dịch năm nay vẫn được đón Tết Trung Thu trong tình yêu thương của mọi người.